Xin chào tất cả anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với tôi Manga. Anh em có biết rằng, ngoài các chap truyện One Piece, tác giả còn cho ra mắt các quyển SBS, Vival Card hay Data Book One Piece để cung cấp các thông tin chi tiết nhất về hồ sơ nhân vật, Haki, Trá Hắc Quỷ, Thế Kỷ Trống, vân vân và mây mây mà các chap truyện chính không đề cập. Vậy còn chờ gì nữa mà không đến với kênh hồ sơ One Piece của bọn mình? Song song với tôi Manga thì kênh hồ sơ One Piece cũng ra video hàng ngày về các nội dung trên nha. Link của kênh mới này bọn mình sẽ để ở phần mô tả của video. Và không làm mất thời gian của anh em nữa, giờ thì cùng đến với nội dung của video ngày hôm nay nào. One Piece 1027, sức mạnh của King, bom nguyên tử Onigashima sắp rơi. Hello, chào mừng anh em quay trở lại với Top Manga. Nếu cách đây khoảng một tháng, YouTuber nào mà làm giả thuyết nói rằng Luffy sẽ quay trở lại Onigashima solo thắng Kaido, chắc chắn video đó sẽ bị ném đá tơi bời. Xa hơn nữa là khoảng một năm trước, khi cuộc đột kích vừa bắt đầu, người ta cũng nhớ lại cái cách Luffy bị Kaido one hit ra sao. Thuyền trưởng còn như vậy thì hiếm ai dám nghĩ Zoro sẽ solo thắng King hỏa hoạn, còn Sanji đánh bại Queen bệnh dịch. Khi ấy người ta đồn đoán Luffy sẽ chỉ hạ được King, Zoro solo với Who's Who của nhóm Tobi Roppo, còn Sanji tái chiến Pain One. Sau đó tất cả phải hợp sức để đánh Kaido, rồi đô đốc hải quân tới tạo ra liên minh giống như Garp và Roger khi xưa, mới mong là đổ được hai tứ hoàng. Đây là suy nghĩ của đại đa số fan One Piece chứ không riêng gì mình hay bất cứ anh em nào. Nhưng đó là khi Oda chưa buff, còn một khi Oda đã muốn buff thì cứ phải gọi là hết đức chấm. Cái thằng anh tôi cứ tưởng nó lại tiếp tục sự nghiệp diễn viên hài khi đang hộ tống thuyền trưởng lại chuyển đi hướng phá đỏ. Nhìn thằng diễn viên bị cười chê đó giờ đang tỏa sáng ở sảnh chính, chuẩn bị đánh bại một trong các All Star. Trong khi kỳ phùng địch thủ của anh không những không đấu với Who's Who như các dự đoán ban đầu, mà Zoro đã chém được Kaido một nhát, bây giờ đang solo với kẻ đứng đầu Tam Tai. Đây đều là những diễn biến bất ngờ và khó lường ở Onigashima. Còn thuyền trưởng của họ đúng là đã quay trở lại, rồi đạo Haki Bá Vương với Kaido khiến mây trời bị chẻ làm đôi. Giờ Luffy còn đang bảo Yamato đi giúp Momonosuke để cầu một mình với Kaido. Giả thuyết gây cười một tháng trước giờ lại biến thành sự thật. Không chỉ có thế, các hải tặc trẻ kia còn đang dồn băng của Tứ Hoàng vào một tình huống nguy cấp vượt quá sức tưởng tượng. Tuy nhiên, chớ quên câu chó cùng bứt dậu, một người trước khi chết vẫn có phút hồi dương. Và trong bản update spoiler One Piece chap 1027 này, mình sẽ gửi tới anh em sự dãy dụa cuối cùng của kẻ đứng đầu Okanban, King hỏa hoạn. Số 1, Yamato dạy Momonosuke làm chủ sức mạnh. Sau khi xem xong video spoiler ngày hôm qua, cho anh em cũng đều biết việc Yamato nghe lời Luffy chạy đi hỗ trợ Momonosuke, người đang loay hoay chẳng biết phải làm gì với hòn đảo khổng lồ. Cô giải thích cho Hường Long về hỏa vân không phải rồng tự bay lên, mà là chúng tạo ra mây lửa xong rồi đạp mây để di chuyển. Do trước giờ toàn làm theo bản năng nên Momonosuke mù tịt với khoản này. Nhưng khi được Yamato chỉ điểm thì cu cậu đã hiểu ra. Rất may, trong não của thằng nhóc không chứa toàn cao su đặc như Luffy hay chỉ toàn hình ảnh ngực của Robin, Nami và Yamato. Như vậy, Momo bắt đầu thực hành cách sử dụng mây lửa thay vì lướt đi một cách bản năng thì lần này cậu ta dùng ý chí của mình để điều khiển chúng. Trong chapter 1027 mới nhất này, có một phân cảnh vô cùng ấn tượng, đó là Momonosuke tạo ra hỏa vân của riêng mình. Cậu ta mở to hai mắt nhìn xuống mặt đất nhưng không hề run sợ. Tới bên rìa của đảo Oni, Momo bắt đầu đạp chân lên mây lửa do mình tạo ra. Tuy hơi có chút rụt rè nhưng hình ảnh run lẩy bẩy như đoạn đầu chap 1025 đã không còn, dáng vẻ lươn chúa đã biến mất mà thay vào đó là một con rồng, là slogan tương lai của Wano Quốc. Ánh mắt đầy tự tin sau khi cắn sinh vật mạnh nhất thế giới, từng bước một, Momo đạp mây đi vào không trung. Cứ như thế, một chân phần đầu, rồi hai chân, nửa cơ thể, cho tới khi cái đuôi cũng không còn chạm vào Onigashima nữa, Momonosuke đã hoàn toàn chiến thắng được bản thân, vượt qua được nỗi sợ hãi mang tên độ cao. Tuy không nhanh bằng lúc nhắm tịt hai mắt, nhưng Hường Long lại làm chủ hỏa vân tốt hơn và bay được nhờ chúng. Bây giờ, cứ hễ Momo muốn di chuyển tới đâu là hỏa vân sẽ được tạo ra sẵn ở nơi đó, để cậu có thể đạp chân vào mà di chuyển. Chậm mà chắc, Shogun tương lai đã làm chủ năng lực rất tốt. Lúc này, Momonosuke cất tiếng gọi, chúng ta đi nào Yamete. Cô con gái Kaido đáp, Kimochi, Momonosuke-kun. Và cứ như vậy, hai người rồng chó lên mây, nghĩ cách chuyển hướng đảo Oni. Khi bay lắc cùng Momo, Yamete mới phát hiện ra đất đá trên đảo đang rơi vãi lung tung xuống dưới. Hỏa vân không ổn định, chứng tỏ sức mạnh của Kaido đang suy yếu và đảo quỷ có thể sẽ thất thủ. Đúng là dù cho trăm khéo ngàn khôn, gặp phải thằng lù thì tụt dốc không phanh. Đường đường là hải tặc mạnh nhất thế giới, sở hữu trong tay đội quân ăn trẻ ác quỷ nhân tạo bá đạo nhất. Nhưng khi đụng phải nhân vật chính thì tốc độ tụt dốc của Kaido còn nhanh hơn cả Cave tụt quần. Roger và Dâu Trắng đánh nhau 3 ngày, song vẫn khỏe mạnh ngồi chen chu trên anh. Rồi hai đô đốc hải quân solo với nhau 10 ngày 10 đêm đến Thất Vũ Hải và đội trưởng đội 2 còn đánh nhau 5 ngày liền bất phân thắng bại. Mà thế quái nào, kẻ mang danh hiệu sinh vật mạnh nhất thế giới chiến đấu chưa được một đêm đã sắp sửa bị hạ gục. Còn cái mác tứ hoàng thì nhờ phúc của đám đàn em cũng biến thành tứ hề.
London thất thủ, rồi Nha Trang thất thủ, cả hai bộ phim bom tấn của Hollywood đã được đạo diễn Mankini Luffy chuyển thể thành công trong One Piece với hai phần phim mang tên Đảo Bánh Thất Thủ và Đảo Quỷ Thất Thủ. Lâu đài của Big Mom đổ sập, không phải nhờ bếp trưởng Sheldon, chắc băng Big Mom đã thành dì vãng. Còn giờ đây, cả lâu đài lẫn hòn đảo của Tứ Hoàng Kaido cũng chuẩn bị nối gót lâu đài bánh. Với Wano Quốc, Kaido gây ra tổn thất lớn. Đối với Momonosuke, Kaido gây ra sự tổn thương sâu sắc. Nhưng với Luffy thì Kaido tổn lười. Tuy nhiên, Kaido không phải kẻ thù duy nhất mà Liên Minh Samurai phải chiến thắng. Ngay cả một hòn đảo vô tri vô giác lúc này cũng đã trở thành kẻ thù của Wano Quốc. Bởi vì cho dù Kaido có bị Luffy đánh bại thì đảo quỷ sẽ vẫn rơi xuống kinh thành Hana do Kaido thu mây lửa lại. Hoặc ông ta mất đi ý thức thì mây lửa cũng sẽ biến mất. Cho nên nếu Lù có hạ được Kaido thì nguy hiểm vẫn sẽ còn nguyên. Còn nguy hiểm tới mức độ nào, anh em xem phần 2 sẽ rõ. Số 2, bóng nguyên tử Onigashima. Lý do là hiện tại bên trong kho vũ khí trên đảo quỷ Onigashima có chứa rất nhiều vũ khí và thuốc súng nên nó không khác nào một quả bom cả. Đây là điều đã được Yamato tiết lộ với Momo. Oda đã tạo ra thách thức thực sự cho cậu ta để bắt buộc Momonosuke phải trưởng thành. Anh em hãy làm thử một phép tính thì băng bách thú có tới 30.000 quân, ít nhất trong số này có 20.000 lính là dùng tới súng đạn, chưa kể các pháo đài trên đảo. 30.000 quân thì chí ít cũng cần tới cả 100 chiến thuyền. Mỗi tàu chiến đều có lắp đặt đại bác và số lượng thuốc nổ, đạn dược đủ dùng cho hàng trăm tàu chiến. Cùng 30.000 quân lính thì đó là một lượng thuốc nổ khổng lồ. Onigashima không đơn giản là một quả bom bình thường, nó phải sánh ngang với bom nguyên tử. Có vẻ một thảm họa sẽ ập xuống Wano, giống như nước Nhật trong Thế chiến thứ hai. Đây là sự kiện nổi tiếng. Nước Mỹ đã có hành động đáp trả cực kỳ tàn nhẫn sau khi quân đội phát xít Nhật tập kích Trân Châu Cảng. Cuộc tấn công này là một sự kiện lớn trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nó diễn ra trước khi có một lời tuyên chiến chính thức được đưa ra. Tòa đại sứ Nhật Bản ở Washington đã được chỉ thị phải chuyển giao thông điệp này ngay trước thời điểm mà họ chủ định cho cuộc tấn công nhắm vào Hawaii. Cuộc tấn công và đặc biệt là bản chất bất ngờ của nó là hai nhân tố khiến cho nước Mỹ nổi giận. Sự bất ngờ trong ngoặc kép là hành vi tấn công trộm mà cả thế giới đều cho rằng quân Nhật đã chơi bẩn. Vì vậy, nước Mỹ đã yêu cầu Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện, nhưng ngay khi họ từ chối, hai quả bom nguyên tử đã lần lượt được thả xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki tại Ark Wano. Tất nhiên, phe Samurai cũng tập kích không báo trước. Kẻ mang tin báo là Kanjuro cũng tới muộn hệt như mấy ông đại sứ Nhật Bản khi sự đã rồi. Và giờ, Kaido đang cho cả đảo Oni rơi xuống kinh thành. Chắc chắn là Kaido biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mình thu Hỏa Vân lại. Không chỉ mỗi dân chúng Wano mà quân lính của ông ta và Orochi cũng không tránh khỏi thảm họa. Nhưng Kaido cũng như đám chỉ huy đều không hề coi trọng sinh mạng thuộc hạ. Cùng lắm là Kaido giữ lấy các Okanban, Tobiroppo, Number và 500 Gifter, còn lại thì đều có thể chiêu mộ sau. Sự tàn nhẫn của Kaido đã mang tới thách thức thực sự dành cho Momonosuke, vì cách duy nhất để ngăn cản viễn cảnh tồi tệ nhất chính là Momo phải tạo ra những đám mây lửa khác mạnh hơn cả những đám mây của Kaido. Như vậy thì cậu mới đủ sức dịch chuyển Onigashima ra chỗ khác được. Có điều, chẳng ai tin Momonosuke sẽ làm được như Kaido, chính xác là chẳng ai đủ sức làm được. Chắc cậu ta chỉ giữ cho nó không rơi xuống kinh thành hoặc là rời đi nơi khác. Sau đấy, Momo sẽ kiệt sức, rồi quả bom nguyên tử Onigashima vẫn rơi xuống bên dưới. Lúc ấy, sẽ có một vùng khác biến thành Hiroshima hoặc Nagasaki thay thế cho kinh thành Hana. Oda đang dí quả đau thực sự, một bài test quá lớn dành cho Momonosuke. Hãy cùng chờ xem cậu ta có đủ tư cách trở thành Shogun hay không. Số 3, sức mạnh của King Hỏa Hoạn. Cuối cùng, chuyển sang trận tư hùng giữa Zoro và King, Oda đã không để King ở giữa đám đông nữa vì hắn đã bật mốt đồ SP Max. Khi tấn công cả địch cả ta, King Hỏa Hoạn gây ra quá nhiều phiền toái với năng lực bay và lửa của tàu Lunaria. Rất may, Zoro đã kịp dùng chiêu cực hổ thú, chém bay một góc mặt nạ của hắn khiến hắn phải dừng tay lại. Có điều, Zoro vừa chạm phải mạch núi lửa, King đeo mặt nạ và mặc một bộ giáp toàn thân là để che đi khuôn mặt cũng như cơ thể của mình. Nó bị lộ ra khiến cho hắn nổi cơn thịnh nộ. Ngay lập tức King sử dụng chiêu tan kỳ u đông đánh văng Zoro ra ngoài lâu đài, suýt thì bay luôn khỏi đảo quỷ. Hình như là King đã dùng đến dạng lai của mình kết hợp cả năng lực doan với thể chất đặc biệt của tộc Lunaria, cho nên đòn tấn công đó của hắn cực nhanh và mạnh. King đang tấn công phe Samurai, Zoro đã chém trộm hắn một phát khiến King bị bất ngờ. Nhưng ngay lập tức King thể hiện sức mạnh đáng sợ của mình khi tung ra một chiêu thức trực diện, không cần phải ra tay đánh lén thì Zoro cũng bất ngờ với uy lực của nó. Anh bị đánh bay thực sự xa. Nên nhớ, Zoro từng chặn cuộc đánh kết hợp của hai tứ hoàng, nhưng anh chưa để bị thổi bay đi như vậy. Chứng tỏ rằng, khi King lên cơ điên, hắn tung hết sức ra thì cũng cực kỳ đáng sợ. Cho nên, Kaido mới tin tưởng giao cho King làm chỉ huy số 1. Sau khi đá lễ Zoro, thì Oda quay lại với vẻ mặt của King Hỏa Hoạn. Do mặt nạ đã vỡ, nên một phần khuôn mặt hắn bị lộ ra và da hắn có màu sẫm. Đây chắc chắn là đặc điểm của tộc Lunaria. Có điều King muốn che giấu nó thì bộ mặt thật của hắn cũng chẳng đẹp đẽ, tài tử gì cho cam. Pika rất ngầu, trông rất chiến khi đội trước bú sắt, nhưng cái kết ra sao chắc anh em vẫn chưa quên. Đến ngầu như Katakuri thì anh ta vẫn có sự tự ti về cái miệng của mình. Thậm chí không chỉ kẻ thù mà đến cả mấy đứa em như Flampe rồi thuộc hạ cũng cười nhạo trước miệng của Katakuri, nên anh ta mới cuốn khăn che nó lại. King còn phải che tất thì đằng sau cái sự ngầu lòi đó át hẳn là một bộ dạng nửa người nửa ngợ, vì vô dĩ hắn đâu phải con người. Bị lộ ra điểm yếu, đương nhiên King sẽ nổi điên nên mới mất kiểm soát và đánh Zoro mạnh như vậy. Cũng nhờ có thế ta mới thấy được sức mạnh thực sự của kẻ đứng đầu tam tài.
nhưng chúng ta cũng thấy các đẳng cấp của Zoro nữa, dù bị đánh văng thì anh cũng không để mình bị thương, thậm chí đang bay giữa ngân hà thì anh đã gặp Frankie. Một cuộc trao đổi chớp nhoáng diễn ra, Frankie hỏi có cần giúp gì không thì Zoro lập tức nói không. Câu trả lời này chắc chắn ai cũng đoán ra, đây là trận đấu của Zoro, anh muốn chiến thắng một cách đường hoàng trong một trận đấu tay đôi. Sau đó, Zoro bị thổi bay ra tới rìa đảo và anh dùng một đòn nhị kiếm phái có tên là Clearing nhát chém ngược ra sau lưng, tạo ra một lực đẩy không khí cực mạnh giúp cho Zoro bật ngược trở lại và đứng vững trên đảo quỷ. Sau đó, King đuổi theo ra tới bên ngoài và có cuộc trò chuyện như anh em đã biết nên mình không nhắc lại nữa. Và đó cũng là những thông tin mới nhất mà mình vừa cập nhật được. Nếu anh em thấy hay, hãy dành tặng một like cùng một đăng ký kênh để ủng hộ cho Top Manga nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.